MV Pink Venom của Blackpink, visual đẹp, đầu tư lớn nhưng vì sao chưa đủ mới lạ. Theo Hoa học trò, Blackpink đã chính thức ra mắt ca khúc mở đường cho full album thứ hai của mình mang tên Pink Venom. Từ MV đến phần nhạc là sự kết nối giữa chất hiện đại và truyền thống trong văn hóa Á Đông. Ca khúc thuộc thể loại hip hop, sở hữu phần beat bắt tai mang hàm ý về sự quyến rũ khó cưỡng. Ca từ cũng hàm ý thể hiện sự tương phản giữa vẻ đẹp và sự tàn độc. Vũ đạo mô phỏng răng nanh nhọn bằng bàn tay cũng là một trong những điểm nhấn của ca khúc. Phân đoạn độc tấu mở đầu MV của Jisoo là một trong những điểm nhấn của MV. Màn gấp đôi của Jennie và Lisa cũng khiến các fan phấn khích. Rosé gây bất ngờ với tạo hình đa dạng thử sức với nhiều kiểu tóc độc lạ. Đúng như những gì đã tuyên bố, YG đã có màn đầu tư khủng trong phần dựng bối cảnh đến phục trang tạo hình của các thành viên. Tuy nhiên, MV bị nhiều người xem cho rằng MV đem lại cảm giác quen thuộc, chưa có điểm đột phá hay khác lạ. Phần nhạc của Pink Venom được cho là khó thấm khi nghe lần đầu tiên. Bù lại ca khúc có một đoạn dance break khá chiến ở cuối bài, công chúng có thể đặt kỳ vọng vào màn comeback bùng nổ hơn với ca khúc chủ đề cùng full album được phát hành vào tháng 9 tới. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!